Phổi là một bộ phận trong cơ thể với vai trò chính yếu là trao đổi các khí, đem oxy từ không khí vào tĩnh mạch phổi và dioxide carbon từ động mạch phổi ra ngoài. Ngoài ra, phổi cũng có một số khả năng thiết yếu khác giúp chuyển hóa một vài chất sinh hóa, lọc một số độc tố trong máu. Phổi cũng là một nơi lưu trữ máu. Là bộ phận quan trọng nhất của hệ hô hấp, là nơi diễn ra quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường bên ngoài. Để thực hiện được chức năng đó, phổi có cấu tạo như thế nào? Phổi gồm hai lá phổi nằm trong lồng ngực, chiếm khoảng 4/5 thể tích lồng ngực. Lá phổi bên phải cao có 3 thùy, lá phổi bên trái thấp có 2 thùy. Mỗi thùy phổi lại phân thành nhiều tiểu thùy phổi. Phổi ở bào thai lúc sắp sinh nặng 65g có màu hồng tươi, phổi trẻ sơ sinh nặng 90g có màu hồng nhạt, phổi người lớn nặng 1000g màu xám trắng, phổi người già có nhiều chấm đen. Phổi được bao bởi màng phổi hai lớp, lớp ngoài là lớp thành lót mặt trong của lồng ngực. Lớp trong bao chặt lấy phổi gọi là lá tạng. Giữa hai lớp màng là khoang ảo có áp suất âm, trong đó có chứa một ít chất dịch nhờn để giảm ma sát khi hai lá phổi trượt lên nhau lúc thở. Khi bị viêm màng phổi có thể bị khô hoặc quá nhiều nước gọi là tràn dịch màng phổi, gây khó khăn trong quá trình hô hấp. Phổi được cấu tạo bởi nhiều phế nang, kích thước rất nhỏ, từ 0,1 đến 0,2 mm, chứa đầy khí. Ở người trưởng thành có khoảng 700 đến 800 triệu phế nang, làm cho diện tích bề mặt hô hấp của phổi đạt từ 100 m² đến 120 m². Thành phế nang rất mỏng, chứa nhiều sợi đàn hồi. Bao quanh phế nang là mạng lưới mao quản dày đặc, đảm bảo cho sự trao đổi khí được thuận lợi. Mặt trong phế nang được lót một lớp tế bào biểu bì dẹt, có khả năng thực bào các bụi và vật lạ trong không khí ở phế nang. Con người có 300 triệu phế nang, mỗi phế nang có nhiều mạch máu li ti bọc chung quanh. Những bong bóng cực nhỏ này nếu chảy đều ra sẽ có diện tích bề mặt là 70 m². Đây là diện tích của các màng cực mỏng dùng để di chuyển khí giữa phế nang và máu. Màng của phế nang bao gồm hai loại tế bào, loại 1 mỏng tạo ra phần chính của màng phế nang, loại 2 dày tiết chất hoạt hóa bề mặt. Ngoài ra còn có các tế bào phụ khác như bạch huyết cầu với nhiệm vụ miễn nhiễm và làm sạch môi trường. Để đáp ứng nhu cầu trao đổi khí oxy và khí carbonic, phổi cần đến 300 triệu phế nang với diện tích gần 100 m², sắp xếp được một diện tích lớn như thế nằm gọn trong lồng ngực, quả thật là một kỳ công của tạo hóa. Có những mao mạch nằm bên ngoài bề mặt của những phế nang. Mỗi lần ta hít vào, phế nang chứa đầy không khí và CO2 trong mạch máu sẽ đổi chỗ với oxy trong phế nang. Huyết sắc tố trong hồng cầu sẽ đóng vai trò chuyển tải khí carbonic từ máu qua phế nang và mang oxy từ phế nang trở về máu để được đưa đến các mô. Để các phế nang nở ra khi ta hít vào và xẹp xuống khi ta thở ra là việc không đơn giản, vì trên bề mặt phế nang có những phần tử nước liên kết với nhau tạo nên sức căng bề mặt rất lớn. Nếu không nhờ vào một chất đặc biệt làm sulfantan, một loại tế bào ở phổi tiết ra để làm giảm sức căng bề mặt của phế nang thì phổi không hoạt động được. Chất sulfantan này chỉ được cơ thể sản sinh ra khoảng 1 tháng trước khi đứa trẻ chào đời. Ở người lớn, tầm vóc trung bình, thể tích khí lưu thông là 1,2 lít trên 1 phút, trong vòng 24 tiếng đồng hồ là hơn 1.700 lít. Thể tích máu ở trong các mao mạch phế nang là 250 ml. Nhờ sự chênh áp lực của oxy và khí carbonic mà oxy từ phế nang được chuyển vào máu, gắn vào các hồng cầu, làm cho máu động mạch có màu đỏ tươi đi nuôi cơ thể. Còn khí carbonic được chuyển ra phế nang rồi theo các phế quản thở ra bên ngoài. Phổi hút không khí vào và đẩy không khí ra một cách cẩn mẫn, liên tục không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời của chúng ta. Khi ta chạy, hô hấp tăng nhịp lên, khi ta ngủ, hô hấp chậm lại. Công việc đó ta coi là tự nhiên mà không biết rằng đây là cả một hệ thống điều chỉnh vô cùng tinh vi. Tần số và biên độ hô hấp thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu của cơ thể. Nếu ta vận động nhiều hoặc các phản ứng chuyển hóa trong cơ thể tăng, nhu cầu oxy cũng tăng, đồng thời khí carbonic ở các mô cũng được thải nhiều hơn. Khi đó, trung tâm hô hấp ở não bộ sẽ truyền tín hiệu qua tủy sống đến các cơ liên sườn và cơ hoành để tăng nhịp thở. Nhờ đó, tăng lượng oxy hít vào và tăng thải khí carbonic ra. Mặt khác, khi nồng độ khí carbonic trong máu cao cũng tác động lên trung tâm hô hấp của não bộ và gây ra phản ứng tương tự. Tất cả hiện tượng trên xảy ra theo một quy trình thống nhất và đồng bộ. Để hít thở, phổi cần đến sự trợ giúp của lực từ bên ngoại, đó là các cơ liên sườn và cơ hoành. Khung sườn không chỉ là phương tiện bảo vệ các cơ quan bên trong như tim phổi, mà chính sự mềm dẻo của khung sườn rất cần thiết để việc thở dễ dàng. Ngoài khung sườn, phổi còn được bảo vệ bởi hai lớp màng, một lớp bao bọc quanh phổi và một lớp dính với thành ngực. Giữa hai lớp này có một lượng rất nhỏ chất nhờn, làm hai lớp màng có thể trượt lên nhau dễ dàng và áp lực âm giữa hai lớp màng làm cho phổi áp sát thành ngực mà không bị đè bẹp bởi chính sức năng của nó. Đồng thời phổi có thể cọ sát lên thành ngực và cơ hoành mà không hề bị tổn thương. Người ta thường nghĩ
Phổi chỉ có chức năng trao đổi chất oxy và khí carbonic. Thực ra, mỗi tế bào phổi hoạt động như một nhà máy siêu nhỏ và đảm nhận những chức năng cực kỳ quan trọng, giúp cho cơ thể duy trì cuộc sống. Tế bào biểu mô và tế bào nội mô như một hàng rào ngăn nước và các phân tử protein đi quá nhiều vào mô kẽ tham gia quá trình chuyển hóa và tổng hợp nhiều chất quan trọng. Trong mô kẽ có các tế bào miễn dịch, chúng tăng số lượng khi có bệnh lý, tạo kháng thể giúp chống vi khuẩn và tăng sức chống đỡ của cơ thể. Xác bạch cầu cùng với xác vi khuẩn chết được bài tiết ra ngoài dưới hình thức đờm. Do phổi được cấu tạo bởi các thùy, phân thùy riêng biệt, nên khi một thùy bị viêm nhiễm, các thùy còn lại sẽ tăng công suất, bù lại cho các tổ chức đã bị thương. Khi cơ thể suy yếu, tác nhân gây bệnh nặng, tổn thương có thể lan tỏa ra một phổi hay cả hai phổi gây bệnh lý rất nặng.